Sống khỏe mỗi ngày cùng máy sát khuẩn tay Atomizer thổi bay vi khuẩn vì một thế giới không dịch bệnh. Không chỉ có khả năng đánh bay corona, bảo vệ sức khỏe cho bạn trước tình hình diễn biến phức tạp như hiện nay, máy sát khuẩn cầm tay Atomizer còn có khả năng diệt mọi virus, vi khuẩn tồn tại, ẩn nấp trong không khí, quần áo, đồ chơi trẻ em, trong mọi ngóc ngách của gia đình bạn. Ra mắt vào đầu năm 2021, quy tụ 3 tính năng nổi bật sau đây đã đưa máy sát khuẩn cầm tay Atomizer trở thành siêu phẩm bán chạy nhất trên thị trường hiện nay. Thứ nhất, tích hợp công nghệ ánh sáng xanh Blu-ray giúp sát khuẩn 99% diệt mọi virus và các tác nhân gây ô nhiễm môi trường, mang lại cho gia đình bạn một không gian sống trong lành, thoáng mát và sạch khuẩn. Thứ hai, ứng dụng công nghệ phân tách các phân tử nước thành những hạt nhỏ li ti dễ hòa vào không khí. Với vòi phun nano chất lượng cao, phun sương nhanh, lượng phun sương mù lớn, tạo ra sương khử trùng với chất khử trùng pha loãng, có thể khử trùng sâu, làm sạch không khí, cải thiện môi trường. Phạm vi hiệu quả lên tới 2 mét, trang bị bình xịt có dung tích lớn lên tới 800ml, có thể khử trùng diện tích lớn chỉ trong một lần. Thứ ba, thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển đến mọi nơi, sử dụng pin lithium dung lượng khủng lên tới 2600mAh, dùng liên tục lên đến 3 tiếng. Máy diệt khuẩn sát trùng Atomizer cầm tay là thiết bị không thể thiếu trong mọi nhà, khu vực công cộng, khử trùng quần áo, đồ chơi trẻ em, trường học, công ty, nhà hàng, giao thông vận tải, v.v. Bạn cũng có thể thêm các chất lỏng khác vào chai xịt của cây trồng trong vườn. Ngoài ra có thể dùng để chăm sóc da, chăm sóc tóc. Sử dụng công nghệ nguyên tử hóa nano giúp thẩm thấu hiệu quả vào da, cải thiện sức sống của tế bào, giúp da khỏe mạnh và tươi trẻ hơn. Các hạt nano có thể thẩm thấu vào lõi tóc và dưỡng ẩm, nuôi dưỡng tóc để phục hồi tóc hư tổn. Thổi bay dịch bệnh cùng máy sát khuẩn cầm tay Atomizer, đặt ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho bạn và những người thân yêu. Hiện tại